안녕하세요 여러분. 안젤라야. 구독, 좋아요. 기분이 좋아. 안코 TV의 안코입니다. 오늘은 멀리 사는 친구 결혼식에 참가하기 위해 호치민 떤선역 공항으로 이동하고 있어요. 자, 그럼 오늘은 공항의 현황이 어떤지 저와 함께 리뷰하시죠. 그럼 들어가시죠. 기본적으로 여기서 문제가 있다 그러면 당연히 비행기를 탈 수가 없겠죠. 요즘 좀 코감기 때문에 사람이 없다 그러는데 베트남은 딴 나라 얘기인 것 같아요. 사람이 되게 많아요. 지금 부쩍부쩍합니다. 베트남 현지랑 다른 게 뭐냐면 여기 있는 모든 사람들이 다 마스크를 쓰고 있어요. 보통 요즘 베트남 거리에서는 사람들이 마스크 잘 안 쓰고 있거든요. 보이십니까? 이 많은 사람들의 행렬이. 비행기 안 탄다고 누가 그런 거야? 사람 되게 많은데. 예, 지금 공항에서 우리 여행을 가는 한 여성분을 만나서 인터뷰를 한번 진행해보도록 하겠습니다. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you too. Yeah. Where are you going? To Nha Trang. So. For surfing. For surfing? Yes. You came to surfing? Yeah, I came to surf, yeah. Just a weekend. Yeah. So, you think that now our mood of travel is not good, but in Vietnam, a little bit different. How you think? Yeah, I think in Vietnam it's much better than in Germany. Because in Germany you can't really travel at the moment. Yeah. Are you German? Yes. That's why you look so blonde. blonde and look good. Okay, now thank you for interview. Thank you. 여기 지금 대기실인데요. 사람들이 진짜 많아요. 여기 사람들이 다 지금 여행을 가기 위해 비행기를 기다리고 있는 사람들입니다. 가족단 여행 가는 게 되게 많은 것 같더라고요. 돌아다니면서 인터뷰를 진행해 보도록 할게요. 저지야. 야, 경한. 정한아. 엔텔라니. 엔텔라니야. 엔 많이 더워요? 엠 26도. 26도야. 26도 신남 진남. 진남 누구? 엠 디로와. 엠 디야 감란 야장. 아, 야장 아, 야장. 대람지야. 엠 디조이. 디조이야. 안 biết dạo này nếu ngày không đi du lịch được nhưng anh thấy Việt Nam hay khác thì em thấy thế nào ạ? Đúng rồi, Việt Nam nói sao ta? Việt Nam dịch nó không có bị bùng phát nhiều nên là mọi người vẫn đi lại trong nước được. Còn không có được đi lại qua nước khác thôi, không có đi được qua nước ngoài thôi. Còn vẫn đi được trong nước bình thường. 요즘 베트남 사람들 여행 가는 게 대부분 국내 여행은 문제가 없다 그래요. Tại vì hiện tại bây giờ dịch ở Việt Nam nó cũng kiểm soát được rồi, không có còn bị bùng phát nhiều nữa. Nên là rất là vui khi mà dịch nó không có bùng phát nhiều. Anh có một hồi nữa thì sau Covid thì em thấy cuộc sống em khác thế nào? Thay đổi rất là nhiều luôn. Thứ nhất là về công việc, về cuộc sống, về công việc thì bị hạn hẹp rất là nhiều luôn, không có phát triển được nhiều. Về việc đi lại nữa, rồi còn những việc ví dụ như đi chơi, du lịch cũng không có đi được nhiều. Hoặc là về kinh tế nữa, không có làm ăn được á. Với lại các bạn của nước khác không có về Việt Nam mình được, nên thành ra là cũng không có giao tiếp, rồi cũng không đi chơi, cũng không có phát triển kinh tế được nhiều. 코로나가 참 많은 사람들의 인생에 영향을 미친 것 같아요. 자, 이번에는 한번 다른 분을 찾아서 인터뷰를 진행해 보도록 할게요. 자완. 예, yeah, hello. 안 반에 또야. 아, 밤에 또. 바야 안디로와. 아, 디야 về Vinh. 바야 안디 Vinh để Yuliga. Không ai anh đang triển khai dự án bất động sản ở Vinh. 아, 뭐 동산아? 너나 야가 Vinh thế nào? Thường thì bất động sản ở Việt Nam thì nó sẽ tăng theo thời gian thôi. Nhưng mà so với Hàn Quốc thì còn rẻ lắm. Dạo này kinh doanh bất động sản thế nào? Người dân giữ tiền nhiều hơn, không dám bung sản phẩm ra, không dám mua hàng. Do đó nhà đầu tư cũng không thu nhiều tiền. Nhưng mà sau hy vọng là qua cái năm 2021 này đến năm 2022 thì có cái thuốc kháng virus rồi, dịch vụ sẽ tốt hơn. Anh thấy trước tới corona và sau corona cuộc sống của người Việt Nam thay đổi thế nào ạ? Không có gì thay đổi cả, vì ở Việt Nam khống chế corona khá tốt. Tức là mỗi lần mà có dịch sắp bùng lên lập tức là chính phủ sẽ gom đưa quân đội và cảnh sát về khu vực đấy lên và lập tức ngăn dịch tại đấy luôn. Nên là ở Việt Nam cảm thấy rất an toàn. Mình là một người dân thì mình cảm thấy rất happy. Bye bye. Chào các em nhé. Các em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 19 tuổi. 19 tuổi à? 19 thì sinh viên đúng không? Dạ. Ồ, sinh viên. Dạ, em 13 tuổi. 13 tuổi à? Dạ. 혹시 아, 신비엔 뭐 혹시 Okay. Thì đầu tiên thì em thấy dạo này du lịch Việt Nam thế nào ạ? Anh thấy nhiều người Việt Nam đi du lịch thì em đồng ý không ạ? Em thấy thế nào? Tình hình dịch thì mọi người đi cũng nhiều, nhưng mà dạo này mọi người cũng hạn chế lại đi, cũng biết đeo khẩu trang rồi đó, nên đỡ. Đeo khẩu trang à?
giống em nè, em cũng đẹp. Dạ dạ. Em chơi thế nào ạ? Em thấy bình thường. Bình thường ạ? Dạ. Các em đi đâu ạ? Dạ, em đi Nha Trang. Dạ, em cũng đi Nha Trang. Nha Trang luôn ạ? Để làm gì ạ? Để chơi ạ? Dạ, ra ăn đám cưới bà con với đi du lịch luôn. Dạ, anh cũng vậy. Em có bạn trai chưa? Dạ, bạn trai em nè. Anh chơi lời ạ? Dạ em chưa. Chưa cô à? Dạ, chắc chắn chưa cô mà. Dạ. Nếu cô thì có vấn đề. Anh học tập trung học. Ok. Trước corona và sau corona, cuộc sống của sinh viên Việt Nam thay đổi thế nào ạ? Thì mọi người kiểu khó khăn hơn. Nhiều chỗ bị mặt bằng, tiền mặt bằng nhiều á nên phải trả. Nhiều chỗ phá sản hơn. Em là làm make up. Thì nếu mà dịch vậy á, không có đãi tiệc đồ được thì em không có đi make up nhiều được. Thế thì học sinh thấy trước corona và sau corona cuộc sống của học sinh thay đổi thế nào ạ? Em thấy là trước corona thì nó bình thường, nó học vẫn đều bình thường. Nhưng mà sau corona thì nó kiểu học sinh học khó khăn hơn, học dồn dập hơn. Làm kiểu mình bị dồn dập quá, mình bị ép quá, nó học không tới, nó... nó không hiểu lắm. Dạ khó tiếp thu hơn dạ. Và anh nghe nói vì corona thì học sinh không cần đi học trường học đúng không? Thì học sinh Hàn Quốc nếu họ không cần đi trường học thì họ thấy rất hạnh phúc. Em thấy thế nào ạ? Em cũng hạnh phúc ạ? Học hay không học gì nó cũng cảm ơn các em nha. Cảm ơn các em. Chờ 비행기 탔고요. 지금 비행기는 빈자리가 하나도 없을 만큼 만석입니다. 자, 오늘은 호치민 선선열 공항에 얼마나 많은 손님들이 여행을 하고 있는지 알아보았습니다. 유례 없을 만큼 많은 손님들이 지금 비행기를 이용하고 있는 것 같아요. 그럼 저는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 구독, 좋아요. 비행기라 기분이 좋아. 안코TV 안코였습니다. 감사합니다.